Giờ phải nhặt đều cánh nhá. Vâng. Nhặt đều cánh này, ca cái tay phải lên nào, ca cái tay phải lên, đúng rồi, nhặt một cái. Nhặt như thế nào là cái mũi sau là phải nguyên si như thế, ấn vào cái, bóp vào một cái để giữ chốt. Đúng rồi. Giỏi lắm, ca cái tay phải lên cho cái cánh nó được dài, xinh lắm. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, cho ngón tay vào sâu nào. Ngón tay này, ngón tay này chọ sụp vào sâu vào trong, kéo giãn ra, rồi lật sang, xong nhấc lên tay. Rồi, hơi giật nhẹ lên một tí xíu, cầm một chút xíu cái đầu thôi. Đấy, đúng rồi, xinh lắm. Chậm chậm làm thật từ từ, làm thật từ từ. Sau này mình làm nhanh, mình biết bắt rồi thì mình sẽ làm như thế. Đấy, xinh quá. Đấy, cái múi này mình làm từ từ, nó rất là đều cánh, nó đẹp Con luôn. cho con Để anh học nhá. Rồi, hơi giật nhẹ các cái múi lên, hơi giật nhẹ lên một tí xíu.